Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi test và hướng dẫn cũng như là chia sẻ về kỹ thuật chơi audio được cập nhật liên tục hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình Tiến Dũng làm việc phục vụ khách hàng trên toàn quốc thì có rất nhiều các anh em thường đặt ra cho Tiến Dũng những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật. Những câu hỏi các anh em thường đặt ra là: khi tôi đầu tư một chiếc đầu giải mã DAC nhạc chất lượng cao chuẩn Hi-Res Audio giải mã 32 bit thế hệ mới thì liệu nghe nhạc vàng nó có hay hay là không? Và tôi có cần phải đầu tư riêng một chiếc đầu để nghe nhạc riêng và một chiếc đầu để hát karaoke riêng hay là không? Câu hỏi nữa là các anh em thường hỏi là: khi tôi đã có một chiếc đầu đắt, đầu giải mã DAC tốt rồi thì tôi có cần phải đầu tư thêm một chiếc equalizer, tức là chiếc lọc xì hay là không? Một câu nữa cũng được các anh em hỏi Tiến Dũng rất nhiều trong thời gian vừa qua là: tôi nên đầu tư một chiếc đầu giải mã, đầu đắt bao nhiêu tiền là vừa so với dàn âm thanh của tôi? Chính vì vậy video ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ test cũng như là chia sẻ với quý vị và các bạn chủ đề này. Chúng ta sẽ cùng test một vài đoạn nhạc vàng theo yêu cầu để thưởng thức âm thanh trước. Tiến Dũng sẽ sử dụng những thiết bị để test âm thanh trong video này như sau: một cặp loa Pioneer CS88A mức giá ngoài 20, kết hợp với một chiếc âm ly Sansui 2000X với mức giá 16,5 và một chiếc đầu giải mã DAC Fio K7BT giải mã 32 bit với mức giá 6.500.000. Quý vị và các bạn có thể xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio khác tại trang web chính thức tiendungaudio.com và hãy tham gia nhóm Zalo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật liên tục những chương trình khuyến mại ưu đãi cũng như là những chia sẻ của Tiến Dũng về thiết bị audio. Chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc chất lượng cao từ một chiếc điện thoại di động thông qua khả năng giải mã Bluetooth của chiếc đầu giải mã DAC Fio K7BT. Ca khúc Phút Cuối của ca sĩ Trấn Linh Thanh Nguyên. Giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người thắng cánh chim về vui với đời, kể lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Những âm thanh rất tuyệt vời từ kho nhạc chất lượng cao Spotify, chi phí chỉ trên 60.000 một tháng. Thông qua video này thì Tiến Dũng cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn: khi chúng ta có một file nhạc hay từ một chiếc điện thoại di động với những ứng dụng nghe nhạc chất lượng cao thì một chiếc đầu giải mã DAC nhạc chất lượng cao với chi phí như là Fio K7BT chỉ trên 6 triệu thì âm thanh của nó còn ngang ngửa với một chiếc đầu CD ngang tầm tiền. Xin lưu ý với quý vị và các bạn, khi chúng ta so sánh các thiết bị với nhau thì chúng ta sẽ so sánh là ngang tầm tiền. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc với chiếc TV Ethernet thông qua khả năng giải mã từ Optical của chiếc đầu Fio K7BT. Quý vị và các bạn vừa đang nghe âm thanh từ một chiếc TV Ethernet. Cô em ơi, con vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dễ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ trên trời bao. Hãy
đó là những âm thanh rất tuyệt vời từ một chiếc đầu giả mã DAC nhạc chất lượng cao với chi phí chỉ trên 6 triệu. Thưa quý vị và các bạn, với một chiếc đầu giả mã DAC nhạc chất lượng cao như vậy, như là Fio K7BT, quý vị và các bạn hoàn toàn có thể kết nối với TV thông qua cổng quang, kết nối với Bluetooth thông qua Bluetooth giống như chúng ta vừa kết nối, và chúng ta sẽ nhận được âm thanh giống như là một chiếc đầu đĩa. Từ đây chúng ta truyền dẫn đến một chiếc âm ly hoặc là một dàn karaoke. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể kết nối để nghe nhạc và hát karaoke, thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa truyền thống. Câu hỏi của các anh em đặt ra là những chiếc đầu này thì có thể nghe nhạc vàng được hay là không? Thì thông qua đoạn nhạc vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng sẽ thấy là với chi phí chỉ ngoài 6 triệu thôi thì đây là một giải pháp nghe nhạc vàng, nhạc chất lượng cao và hát karaoke, kết nối TV, điện thoại, máy tính rất tiện lợi. Về việc sử dụng một chiếc đầu giả mã DAC nó có dễ hay không, kết nối có đơn giản hay không thì tôi tin là bất cứ ai cũng có thể sử dụng được. Thì Dũng sẽ chia sẻ ngắn với quý vị và các bạn về cách sử dụng một chiếc đầu giả mã DAC cơ bản. Khi chúng ta mua một chiếc DAC về thì kết nối nó sẽ có một cái adapter nguồn, có thể là 12V, có thể là 15V hoặc có thể là 5V. Trong trường hợp của Fio K7BT là kết nối 15V, kết nối nguồn điện vào đây, kết nối cổng optical của TV, tức là cổng quang vào đây. Nếu như quý vị và các bạn muốn kết nối từ một chiếc đầu đĩa CD để giải mã luôn cả đầu CD thì chúng ta sẽ khai thác ngõ coaxial và chúng ta sẽ nhận được ngõ âm thanh ở cổng RE OUT LO ở đây, RE SẹC LO ở đây. Ở đây quý vị và các bạn hình dung nó giống như là một kết quả của một chiếc đầu đĩa. Từ đây chúng ta sẽ truyền dẫn đến dàn âm thanh nghe nhạc hoặc là hát karaoke. Rất đơn giản phải không nào? Các nút điều chỉnh phía mặt trước máy như là volume, chọn ngõ vào hay là chọn xuất tín hiệu ngõ ra, rất đơn giản, tất cả đều thiết kế rất tiện lợi cho người dùng. Về việc khi chúng ta đầu tư một chiếc đầu giả mã DAC thì bao nhiêu tiền là vừa? Thì thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta đầu tư một chiếc đầu giả mã DAC thì theo kinh nghiệm của Tiến Dũng, chúng ta nên đầu tư khoảng 20% giá trị trên tổng bộ dàn là vừa. Ví dụ như cặp loa 88A cộng với chiếc âm ly Sansui 2000X này với chi phí khoảng 40 triệu thì chúng ta sẽ đầu tư 20%, tức là chiếc đầu này khoảng 8 triệu là vừa. Dĩ nhiên khi chúng ta đầu tư một chiếc đầu trên 8 triệu thì âm thanh nó còn tốt hơn. Trong trường hợp này thì Dũng đang sử dụng test chiếc này với mức giá chỉ 6 triệu 500 ngàn thì âm thanh nó đã rất tốt rồi, phải không nào? Câu hỏi nữa mà các anh em thường đặt ra là khi chúng ta có một chiếc đầu giả mã DAC tốt rồi thì chúng ta có cần phải đầu tư thêm một chiếc equalizer nữa hay là không? Thì thông qua đây thì Dũng cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, với một cái nguồn phát, cái nơi phát ra âm thanh đầu tiên chúng ta gọi là cái nguồn phát, từ đầu đĩa, từ đầu năm số, từ TV, từ điện thoại, từ máy tính, nói chung chúng ta gọi là đầu nguồn phát. Khi nguồn phát của chúng ta đã tốt rồi thì chúng ta hoàn toàn không cần phải đầu tư thêm một chiếc equalizer nữa. Trong trường hợp mà quý vị và các bạn có equalizer rồi thì chúng ta vẫn có thể giữ lại để dùng. Quý vị và các bạn có thể điều chỉnh lại equalizer của mình một chút. Thông thường chúng ta sẽ đẩy nút bass và nút chép của equalizer lên tối đa như thế này. Khi chúng ta đã có một chiếc đầu đắc, đầu giả mã tốt rồi thì chúng ta sẽ bớt cái nút bass và nút chép xuống. Thay vì 100% thì nó khoảng 60% thôi. Thì âm thanh nó sẽ bớt méo và chúng ta vẫn sử dụng equalizer. Lời khuyên của tôi là chúng ta bỏ luôn equalizer ra thì âm thanh nó sẽ hay hơn và nó không bị méo tiếng. Khi chúng ta đã có một nguồn phát tốt rồi thì chúng ta không cần phải nghĩ đến việc mà chúng ta sẽ đầu tư một chiếc equalizer nữa để làm gì. Bởi vì thứ nhất là âm thanh nó bị méo tiếng. Thứ hai là những thiết bị này đặt ra đời đã khá lâu rồi, khoảng 20-30 năm rồi. Thì các linh kiện nó xuống cấp và nó rất dễ bị sôi, bị ù, bị xì và bị nổ. Chưa kể là với những chiếc lọc xì này với chi phí nó cũng không hề rẻ. Nếu như anh em đầu tư dự án là một chiếc đầu đắc khoảng 5 triệu và một chiếc đầu equalizer, tức là đầu lọc xì khoảng 5 triệu, tổng hai món là 10 triệu. Thì lời khuyên của tôi là chúng ta sẽ đầu tư một chiếc đầu đắc khoảng 10 triệu thì âm thanh, kết quả mà chúng ta nhận được nó sẽ tốt hơn so với việc là chúng ta đầu tư DAC 5 triệu và equalizer 5 triệu cộng lại thành 10 triệu. Tiến Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là về sản phẩm Fio K7BT. Hiện nay Tiến Dũng đang phục vụ với sản phẩm này với mức giá chỉ 6 triệu 500 ngàn mới nguyên hộp, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1.
Sản phẩm này là hàng của Trung Quốc và được sản xuất chính hãng, sản xuất cho thị trường Mỹ và thị trường châu Âu. Quý vị và các bạn có thể thấy ở đây là dấu hợp chuẩn CE và FC. Đây là hai tiêu chuẩn cao cấp và khắt khe nhất của Mỹ và châu Âu về các thiết bị tử trên toàn cầu. Sản phẩm này hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng riêng cho sản phẩm này là một cặp dây AV Ý và một dây quang. Hai món quà này trị giá 600 ngàn. Thủ tục mua sản phẩm này vô cùng đơn giản. Quý vị và các bạn có thể chuyển tiền trước đủ một lượt, Tiến Dũng bao phí vận chuyển, hoặc đặt cọc trước 1 triệu. Quý vị và các bạn sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển sản phẩm này đi các tỉnh khoảng 100 ngàn. Ngoài ra thì shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn hiện nay cũng đang là đại lý chính thức của rất nhiều các mẫu đầu giải mã DC 32 bit chuẩn Hi-Res Audio. Tất cả là hàng chính hãng và được bảo hành chính hãng 12 tháng. Các mức giá dao động từ khoảng 4 triệu cho đến ngoài 20 triệu. Các thương hiệu nổi tiếng nhất trên thị trường hiện nay như là FIO, như là iFi, như là Topping thì Dũng đang có đủ ở đây. Ví dụ như chiếc này là Topping D50S, mức giá chỉ 5 triệu 200 ngàn. Các sản phẩm ở đây dao động từ khoảng 4 triệu cho đến ngoài 20 triệu một chiếc. Quý vị và các bạn à, hãy nhớ mức mà chúng ta đầu tư. Lời khuyên của tôi là DAC sẽ quyết định đến 30% chất lượng âm thanh trên tổng bộ dàn, và chúng ta nên đầu tư 20% giá trị của cả bộ dàn để dành cho hạng mục đầu đắc, nguồn phát của chúng ta tốt thì âm thanh nó mới tốt được, phải không nào? Khi chúng ta đã có loa xịn rồi, có âm ly xịn rồi thì chúng ta cần có một cái nguồn phát tốt. Có nguồn phát tốt thì cái loa xịn và cái âm ly xịn của chúng ta nó mới phát huy hết tác dụng, phải không nào? Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.